mình ở nhà, hôm nay mình được nghỉ làm cho nên mình ở nhà mình mới đi tiệm bánh Paris về nè, mình mua bánh nhiều lắm nhưng mà thôi có con mình nó ăn hết rồi, cho nên hôm nay mình nghe mọi người nói là ăn bơ với bánh mì này nè nó ngon lắm, hôm nay mình ăn thử thử coi nó ngon như thế nào nha. Mình thấy mấy chị mấy bạn trên mạng á, người ta làm người ta ăn thử người ta quay nó nhìn nó ngon lắm, nhưng mà họ chỉ mua bánh mì mà bình thường còn đây mình mua bánh mì là nó có tỏi ở trong nữa, nó cái dạng như nước sốt của tỏi á, mình thử mình ăn với bơ thử coi, bơ có mình có pha tí xíu sữa nữa để mình ăn thử coi nha, nó ngon như thế nào, thấy mấy chị kia nó ngon lắm. Nó có gì béo béo. Nó béo béo, nhưng mà tại vì bánh mì của mình nó có tỏi đó, cho nên nó là nó thơm với mùi tỏi nữa. Mà nó béo của cái gì bơ. Ai, giờ chở thôi. Cái bơ to lắm. Để hút trái bơ nè. Ở Việt Nam á thì trái bơ bự á là chuyện bình thường đúng không? Ở bên đây mà hiếm được trái bơ nào mà to lắm. Mình thấy ăn không nó ngon. Nhưng mà ăn vô ăn cái này ăn để chung với bánh mì thì nó hơi có vị béo béo. Ta ăn bánh mì à? Rồi bánh mì có tỏi nào, ngon lắm. Để bơ vô làm như nó hơi nó không có hợp á, hình như nó không có hợp với bơ. Mà mọi người nhớ ăn bơ á, ăn bơ thường á, ăn bơ thường nè ha, nó sẽ có cái gì tốt cho sức khỏe nữa. Dừa tao mồ à? Ngon mồ con. Hăm bơ lâu rồi hăm bơ đấy. Bơ ngon quá. Hăm bơ lâu rồi Bơ ngon quá. Không có sốt. Bơ ngon quá. Tôi là tôi nha. Cái nạn dịch Covid này hoài mọi người ơi, càng ngày cứ càng thêm những người làm cho mấy người ta cũng bị thất nghiệp nhiều nữa, tội nghiệp người ta công việc thất nghiệp vậy. Đừng có nói ở nhà mà không có bị nhiễm nha, cũng có khi bị đó đó. Tại vì mình ở nhà suốt mình đâu chịu nổi đâu. Mình phải có khi mình thèm nay thèm kia mình phải kêu đồ ăn đúng không? Thì người ta đi giao đó, những người mà người ta chạy đi giao, có người á người ta bị nhiễm đi thì người ta giao đồ ăn tới cho mình cầm mình cũng bị nhiễm. Bây giờ nói chung là sống chết có số rồi.
Nhưng không chắc có sống. Không biết đâu mình làm. Bây giờ ai có ăn ai có điều kiện thì đi làm từ thiện, còn không có điều kiện thì mình cũng như ai giờ thì ai cần thì mình giúp đỡ người ta đi. Cũng không sao hết trơn á, chứ bây giờ cũng không biết rồi được, giờ sống chết có số à. Sống nay chết mai không biết được, như chú Chí Tài đó, nghệ sĩ An Hài mà mình ngưỡng mộ đó, chú ấy bị đột quỵ mà chết. Giờ đời vô thường lắm, nếu như mà mình có giúp đỡ ai được thì mình giúp đỡ, giúp trong khả năng của mình. Giờ như là sống nay chết mai. Mọi người nhớ, thường thường á thì người Việt Nam của mình á hay bị trong mà hay bị cholesterol nó máu nhiễm mỡ là đa số là hết 70-80% rồi đó, cho nên á mọi người cẩn thận. Nếu mình không ăn thịt cá thì mình không có chất dinh dưỡng, nhưng mà mình không ăn, nhưng mà mình ăn nhiều quá cũng không tốt. Thường là cơ thể mà bị cholesterol nhiều quá, bị máu nhiễm mỡ nhiều quá, nó sẽ ra, nó sẽ làm những, nó gây ra những cái bệnh như là cao huyết áp, hoặc là bị cao huyết áp, hoặc là nó cao huyết áp, nó sẽ dẫn tới mà rất là nhiều bệnh nguy hiểm. Nên á, người nhớ cẩn thận, phải thường xuyên tập thể dục á. Bye bye, mọi người. Bye bye.